Quý bà con, hôm nay công ty cũng đến trực tiếp mô hình của anh Lý Thanh An ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì đây là lúa của anh An còn 10 ngày nữa thu hoạch, thì anh An cũng đã áp dụng được vài vụ rồi, hai vụ rồi, vụ là sử dụng thứ hai phân lười. Thì anh cho biết họ tên với địa chỉ mình luôn. Tôi tên An, ở ấp Thùng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Tôi đã xài phân mà con lười đã qua 2 vụ rồi. Bây giờ hiện tại là lúa tôi là khoảng 10 ngày nữa là tôi thu hoạch. Đó, dàn bông lúa là rất là bự. Đây. Thật là anh An cũng tự tin hơn, anh An dẫn đến đồng để thăm. Thì anh An bốc một bông ngẫu nhiên, anh An phân tích coi nó có cái gì mà nổi trội. Bây giờ tôi nhắc lại ha, phân thông thường đây, đây cái bông là lúa, là cái bông lúa nè, nó đã vô tới cậy luôn nè, cái là cái này là cái vé cuối cùng luôn nè, đó mà mình hạt cuối cùng nè, vẫn có sữa ha, nè cứng ngắt nè, đó sữa trắng tươi nè. Cái này là giống gì anh nè? Giống đài thơm tám, đó là cái vé này là vé cuối cùng luôn á, nó ha, anh thấy không? Bông lúa rất là sáng. Bông lúa là rất là dài luôn á. Vụ này là kêu là vụ gì? Vụ này là vụ mà thứ hai rồi, cũng như là vụ gần Tết á, là vụ đông xuân á. Vụ đông xuân. Ừ, cái này là kêu là vụ đông xuân á. Đông xuân. Coi như là còn 10 ngày nữa cắt, mà hiện tại là hôm nay là ngày 21 tháng 12. Ờ đúng rồi. 2022. Thì cũng kêu là vụ đông xuân. Cho nên đang sử dụng phân F22 nhãn hiệu con lười. Cũng đã 2 vụ hôm nay là toàn ruộng mình là bao nhiêu công anh An? 45 công. Anh trong quá trình anh xài 2 vụ anh có cái gì đặc tính gì mà nổi trội mà anh thích không anh An? Tôi xài phân này tôi thích nhất là giảm được chi phí. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là giảm mà sâu, và với cái thứ ba nữa là biết sao giảm bệnh, lúa nó không có bị bệnh, là cũng như là không có bắn mà ngừa bệnh. Đó là tôi tâm đắc là nhất là mình lợi được là chi phí là hai lần bắn là thấy cũng bộn tiền rồi. Cái dùng Sóc Trăng là người ta sử dụng bao nhiêu lần bắn thuốc một vụ anh? Dùng Sóc Trăng này nếu mà so với là xài tấm bắn hồi xưa là bắn ít nhất là từ 6 lần đến 7 lần. Đó, hiện tại giờ là 6 bây lần giờ là tôi xài cái phân F22 này tôi chỉ có bắn có 4 lần. 4 lần giảm 4 lần thuốc rồi. Giảm được thu hoạch 2-3 lần rồi ha. Đây là giảm nhất, mình nói hôm nay là giảm nhất, ít nhất là 2 lần đó. Mình quay lúa cũng hơi nặng bông cho nên hơi ngã gồm gồm. Mình quay sát cái bông lúa. Đây là còn thấy vụ này thì cũng có là bệnh cháy bìa lá, cũng có lem lép. Tại vụ này vụ mưa đang chỗ là chúng mưa. Nhưng mà hiện tại thì bông lúa cũng khá đạt rồi, đặc biệt là cái độ sáng. Sáng đầu vô hạt. Bông này hả, lúa bông này hả, dạ đâu có dưới hả mà chậm ngoài hộp. Bông to. Bông to đứng lá, đặc biệt hiện tại còn 10 ngày nữa mà gan luôn nè, một gan hả? Nè. Gan luôn á. Gan luôn. Bông bị đều hết ha. Đều hết á. Còn 10 ngày nữa thu hoạch rồi mà cái lá đồng anh thôi còn xanh lè lắm. Còn xanh quá ha. Điều ruộng chứ không phải mình quay một chỗ. Đó, đây. Điều luôn á, không phải là một đây, quay toàn một cảnh đó. Cho con coi. Kéo không tới, kéo tới cái miếng so sánh mình bận, ha.